cảm nhận của em khi mà tới đây là trước khi tới Úc là thấy em rất là mong chờ nó sẽ tốt và mọi người sẽ thân thiện. Mà một khi mà em bay dùng cái chuyến bay bay tới đây thì mọi người đã không làm em thất vọng. Em đã rất là vui khi mà được biết rằng là mọi người ở đây họ đều rất thân thiện. Nhất là nhà host nhà em là luôn giống như là take care cho em, và em cũng rất tôn trọng những người đó. Khi mà trải nghiệm ở đây thì em được mở mang tầm mắt hơn, qua được cảm nhận được cái thế giới bên ngoài nó như thế nào, đất nước của họ, văn hóa của họ, những cái đồ ăn, thức uống. Em được nói chuyện rất nhiều người, gặp mặt, gặp gỡ rất nhiều bạn, như người gặp được người bản địa ở đây nè, hoặc là gặp được những người nước ngoài khác như người Nhật, người Iran hoặc người Ấn Độ, rất là nhiều. Nó thay đổi góc nhìn của em về thế giới. Em rất vui khi mà được du học lần đầu qua được một đất nước mới, một đất nước lạ.